Ok, mời Hoàng Hương, em giới thiệu về bản thân em chút xíu rồi em kể câu chuyện về sử dụng Wellnet khách hàng em đi. Em tên là Hương, em sinh năm 91 thì hiện tại em đang ở Gia Lai. Đó thì hôm nay em cũng muốn chia sẻ cho cả nhà về cái câu chuyện về khách hàng của em ấy. Thì khách hàng của em là bị rách sụn trên. Đó. Rách sụn trên và phù lề dây chằng 1/3. Thì cái này là bác sĩ chỉ định là sau 14 ngày uống thuốc mà còn bị đau là sẽ phải đi mổ mất 41 triệu. Đó, thì em cũng tình cờ biết được chị ý bị như thế thì em đã thấy trong đội nhóm em là có chị Ngân Phạm, chị ý cũng bị như thế và chị đã cải thiện rất là tốt và chị ý chạy nhảy được bình thường. Thì em cũng biết là cái sản phẩm bên mình tốt nên là em đã chia sẻ cho chị ý là bây giờ chị lấy một cái combo wellness này với lại kèm thêm canxi, nhưng mà chị không lấy canxi và chị uống riêng mỗi một combo thôi. Thì cả nhà biết không, tức là cơ thể của chị ấy hấp thu chắc là tối đa luôn rồi, tối đa 100% cái sản phẩm của bên mình rồi, nên là sau 3 ngày là chị đã sau ngày thứ 3 là chị đã cảm giác là đau hết người luôn, đau hết người, nhức. Thế là chị mới nói với con gái của chị là học bên dược mà, và sao mẹ đau thế này. Thì con gái chị bảo là đây là phản ứng tốt, không sao cả, mẹ cứ uống đi. Thì sau một tuần thì bắt đầu chị là từ một người không 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 leo trèo không gì được, cứ lết lết đi thôi, thì chị đã bắt đầu leo trèo lên cây nhé, leo trèo lên cây để cắt cành trèo các cây thứ. luôn. Đó, thấy tuyệt vời không? Là nếu như mà để đi ra bệnh viện thì chắc chắn là sẽ phải mất 41 triệu nha. Đó, 41 triệu. Nhưng mà may mắn được sử dụng cái sản phẩm bên mình thì nó giúp tái tạo lại những cái tế bào với lại dây thần kinh ấy. Cái gì nhỉ? Đó thì tự nhiên là chị lại khỏi luôn. Chị khỏi luôn và bây giờ là chị đã cải thiện hầu như là không có vấn đề gì rồi. Đó thì sau này chị đã dùng thêm một combo nữa để cải thiện, thì chị còn cải thiện rất là nhiều vấn đề, thì để hôm khác em sẽ chia sẻ nhé. Đó thì cái câu chuyện của em là nếu như mà mình có khách hàng bị như thế thì mình cứ tự tin chia sẻ hết luôn các cả nhà, hết luôn hết, không có vấn đề gì đâu. Đó, là không đây phải là tốn cái 41 triệu luôn, là chỉ cần không uống phải có combo wellness thôi là đã. Cái chi tiết này nữa, cái chi tiết này nữa thì sau khi mà lên khám lại bệnh viện thì bác sĩ có hỏi là chị có dùng gì không mà nó cải thiện tốt như thế này. Đó thì chị cũng chỉ chia sẻ thêm là thì có dùng thêm cái này cái kia, tức là dùng thêm cái sản phẩm của bên mình ấy. Thì bác sĩ bảo thế thì tốt quá, không phải mổ nữa rồi. Đó, thế là từ đấy là chị tin luôn, chị tin yêu luôn, và chị đặt luôn một lần là 4 combo cho cả bố mẹ và chị gái với lại một bác hàng xóm nữa, và bản thân chị thêm một combo nữa, là chị đặt luôn 5 combo đấy. Tức là em cảm thấy là nếu như một cái sản phẩm không tốt thì chắc chắn không có một người nào chi thẳng mười mấy triệu ra để đặt liền một lúc như thế đâu. Cho nên là cái người sử dụng mới là cái cảm nhận. Còn khi mình chia sẻ thì mình cứ mang cái tâm thái mình cho đi cái đã, còn người ta đón nhận hay không thì cũng không sao cả. Tức là khi mà đã đón nhận rồi thì sẽ cảm nhận sản phẩm rất là tốt. Đó, chúc cả nhà mình nhé. Chúc cả nhà mình lan tỏa được wellness thật nhiều nhé. Ok, cảm ơn Hương.